Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Wild & Kate Adventure. Thì hôm nay mình lại có dịp để review tiếp cho mọi người xem một cái sản phẩm. Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, Wild & Kate Adventure. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Là cái này á, gọi là cái double on suit, là vừa toilet này, vừa nhà tắm này. Thì loại này là setup rất là nhanh. Mình có xài cái loại cũ rồi, cái loại cũ là nó bung lên như vậy. Thì cái đó mình xài thấy ok, nhưng mà khi pack á, là phải twist nó lại rất là khó chịu. Và lúc ngay mà tới gió á, là gió nó thổi mạnh là lung lay nhìn là khó chịu lắm. Nhưng mà cái đó khi muốn tắm á, là phải bưng cái toilet ra ngoài, hoặc để trong đấy á, thì nó sẽ bị ướt, rất là bất tiện luôn. Là ví dụ như tắm rồi á, mà toilet ở trong đó lúc mà đi toilet lại á, là cái nền là bị ướt, nó khó chịu lắm. Đó, cho nên cái loại này á, là toilet một bên, nhà tắm một bên, là nó rất là tiện luôn. Thì bây giờ á, mình sẽ mở cái hộp này ra, review, unbox cho mọi người xem liền luôn. Đây là cái hộp của nó. Cái loại nhà tắm này á, và toilet này á, là của hàng Coleman nha mọi người. Giờ mở ra cho mọi người xem nhá. Bây giờ mình sẽ mở ở trong ra xem là có những cái gì nhá. Thêm một cái thùng nữa, là nó làm như vậy để nó pack đồ cho nó đẹp đó. Đây là cái nhà tắm của nó nha mọi người. Cái size này của nó chắc bằng cái lều của mình đó. No. Rồi bây giờ mở ra xem này. Rồi để mình đi dẹp mấy cái thùng này, xong mình mở cho mọi người xem. Đó, như vậy là xong. Rồi bây giờ chỉ cần đi đóng mấy cái cọc ở phía dưới. Cái loại này này, là cái này là cái ở ngoài thôi, nó có thêm một cái bát. Có thêm một cái bát này này, là trùm lên phía trên nữa. Đó, bây giờ mình sẽ mở cho mọi người xem ở trong là như thế nào, trước khi mình trùm cả cái bát ở ngoài lại nhá. Đây là cái cửa mở vô trong này. Đó, rồi trong này á, nó có một cái lớp ngăn cách này. Đó, nó có một cái lớp ngăn cách giữa hai bên, là lúc mà tắm á, là nước sẽ đi bắn qua cái bên còn lại. Mà hay một cái nha mọi người, cái lều này á, là nó mở đi vào được hai bên. Bên này có một cửa này, rồi phía sau kia cũng có một cửa luôn. Đó, nó rất là tiện. Rồi đây là cái cửa sổ này. Đây, mình mở cho mọi người xem. Đó, cái cửa sổ ở đây này. Yeah. Đó. Đúng đỉnh luôn. Bên này có một cái cửa sổ này. Đây, mọi người thấy chưa? Bên này có một cái cửa, mình mở ra một cái là đi vào trong được. Cái này có cái ngăn cách ở đây là hay một cái á, là ví dụ như bên này bàn tắm, còn bên này để toilet á, thì lúc mà tắm á, kéo nó lại để cho nước nó khỏi bắn qua bên này. Đấy, nhưng mà ví dụ bên này á, mình để mấy cái đồ để móc áo quần á, là khi mà tắm xong á, bắt đầu lấy khăn này, lấy áo quần ở bên này, là thay ở phía bên này là hợp lý. Đó, còn không á, là đi qua bên cái chỗ toilet để mà thay đồ luôn, là mặc vào là nó cũng bị ướt quần, rất là tiện. Bây giờ mình sẽ đi đóng mấy cái cọc lại để mà secure lại cả cái lều này của mình. Thì một cái tip cho mọi người á, là khi mà trước khi đóng cọc á, thì mọi người kiếm cái địa điểm mà nhắm để cái toilet về nhà tắm á, thì cái toilet nó sẽ ở nơi cái chỗ cao hơn, rồi cái nhà tắm á sẽ ở nơi cái chỗ thấp, để khi các bạn tắm á, là nước nó sẽ chảy ra ngoài này, chứ nó không chảy ngược về phía bên cái toilet á, là nó sẽ bị ướt cả hai bên. Thì đây là cái chỗ mà mình sẽ tính setup cho cái lều toilet về nhà tắm này của mình này. Thì thường mình đi cắm trại á, mình hay cầm theo cái búa để mà đóng đồ nữa. Ok.
đóng một cái rồi ấy, bắt đầu cái thứ hai này ấy, là kéo căng ra. Để mình đi đóng bốn góc trước rồi nhá. Đây nó có một cái dựa để níu xuống cho nó căng lên này. Rồi, chắc chắn thôi. Những cái ngay mà gió to á, thì nó còn có cái sợi dây này nữa để tháo ra, xong cái căng xuống dưới đất là gió nó thổi bay đi. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái bạt này lên nhá. Rồi, xong xuôi là lều xong, cái mái xong. Để bây giờ mình xem có đồ gì thêm được không nhá. Thì trong cái phụ kiện á, là nó cho thêm cái tấm này này. Là cái tấm này là để giống như kiểu mình để những cái vật dụng cá nhân, ví dụ như là xà phòng này, rồi dầu gối. Đó, thì cái này á, là nó có hai cái móc ở đây này. Đó, thì mình sẽ vào đây mình móc ở trên này. Này, nó có chỗ móc ở trên này nha mọi người. Mình khá là ưng cái thiết kế của cái lều mà cả tắm cả toilet này của cái hàng Coleman. Thì mấy cái đồ mà các bạn để đây là lúc tắm là lấy rất là tiền luôn. Ở đây á, người ta cho thêm hai cái que để phơi khăn hoặc là phơi áo quần ở bên ngoài. Để bây giờ mình móc hai cái que này lên luôn nhá. Đây mấy cái dây người ta cho là buộc vào như vậy này. Xong cái bây giờ móc lên ở phía trên này. Trên này mà có một cái ring á, là móc vào là ok. Là để phơi đồ như vậy. Bây giờ mình sẽ lấy cái này mình ra móc ở phía sau này nhá. Cái này á, là cái mà để các bạn buộc cái giấy toilet vào đây á, để mà kéo cho nó tiện. À, rất là hay luôn. Chứ như cái lều cũ của mình là cũng có nữa. Đó, thì bây giờ mình sẽ móc cái này vào trong lều. Mình sẽ để bên này là toilet, cho nên là mình sẽ móc vào đây luôn. Đó, hợp lý chưa? Là cái cuộn giấy toilet là sẽ để đây này. Cái mà đừng dâu gối đâu á, thì chắc là tạm thời mình sẽ để đây. Để xem chút nữa tắm thì như thế nào. Rồi nếu cần thiết thì mình sẽ di chuyển qua bên kia. Tại mình chưa muốn để bên kia thì sợ lúc tắm á, nó bị ướt. Cái túi này thì cũng không ưng lắm. Thì nếu mà để đây á, thì mình có thể thò tay qua bên này để lấy được. Thì để xem như thế nào rồi có thể thay đổi sao. Thì mình đã setup xong cả cái nhà tắm với là cái nhà toilet này rồi. Thì mình cảm thấy rất là ưng ý với cái lều này luôn á. Bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem cái lều cũ mình xài, để cho mọi người xem cái sự khác biệt giữa hai cái nhá. Thì đây á, là cái lều toilet trước của mình. Thì nó rất là gọn luôn, cực kỳ gọn, dễ xếp đồ nữa. So với cái này á, thì nó nhỏ gọn hơn nhiều. Bây giờ mình mở ra cho mọi người xem này. Ban đầu á, trước khi mua cái này á, là mình tính là mua thêm một cái như thế này nữa cho nó gọn. Đó, nhưng mà nghỉ một lần mà pack hai cái á, nó hơi phiền. Thì thay vì cái này mình chỉ cần pack một lần thôi là xong rồi. Cái này á, bây giờ nó như thế này này. Lúc mà pack lại như thế này, bây giờ bung ra này. Cái này thì nhanh hơn nhiều. Cho những bạn nào mà ưng gọn lẹ là xài cái này là hợp lý nhất. Đó, vậy là xong. Bây giờ chỉ có là gắn mấy cái đồ ở dưới này lại, secure nó lại. Xong rồi trong này nó có một cái thảm nữa. Đây, trong này có một thảm nữa là để tay lại là ok. Đó, nói chung cái này thì không tệ. Nhưng mà khi pack á, là nó rất là khó chịu luôn. Nếu mà làm thôi quen á, thì mình làm được. Chứ còn không là khó chịu lắm. Thì cái này á, là giá của nó á, là cứ khoảng 70 đồng á. Còn cái này này là giá 200. Đó, nhưng mà với mình thấy á, thì cái này cái chất lượng của nó thì nó tốt hơn nhiều. Đó, nó cứng cáp lắm. Bây giờ mình sẽ quay lại cái cảnh mà gập cái lều này cho mọi người xem nha. Mình chưa chắc đã gập cái này lại được đâu. Tại vì bình thường mình toàn phải nhờ vợ mình gập cái này lại. Đó, gập nó vào như thế này này. Xong cái này vẫn xuống như vậy. Bỏ tay. Rồi, bây giờ để mình thử lại thêm phát này nhá. Nãy giờ mình thử hơi bị đuối hết đó. Này, lại này. Gập cái đầu. Gập cái đầu này xuống này. Đó. Cho hai cái này vào, một cái trên cái dưới. Xong được rồi. Đó, như vậy là xong. Giờ kêu mình làm lại bỏ tay nha mọi người. Cho vào cái túi này pack. Xong. Nói chung là mình không thích pack cái lều này. Cái này nhìn vậy pack là đơn giản hơn nhiều. Sau khi setup xong cái lều rồi á, bây giờ mình sẽ để những cái thứ cần thiết vào ở trong này nhá. Thì ở đây á, là sẽ có toilet này. Rồi bên này mình sẽ setup nhà tắm ở bên này này. Thì mình sẽ setup cái nhà tắm trước.
đây là cái vòi nước này. Những cái sản phẩm này á, là mình sẽ để link ở phía bên dưới cái thông tin của video á, là các bạn nhớ click vào để xem, tham khảo thêm. Rồi những bạn nào mà muốn biết rõ thêm á, thì có thể liên hệ với mình. Cái này là cái vòi nước này, thì mình sẽ vào trong này mình luồn ra ngoài. Nó có cái chỗ ở đây này, ở trên này này, nó có cái đầu móc cái vòi nước, thì mình có thể móc tạm như thế này, kiểu kiểu vậy. Móc tạm ở trên này trong lúc mà ấn một xả thì xả ở trên này sẽ tại nó có cái đầu này này, là nó dành cho cái loài mà cái vòi mà hoa sen á, là nó khập vào trong này luôn. Nhưng mà cái vòi nước của mình thì nó cũng thích hợp ở cái này. Bây giờ đi ra ngoài này mình sẽ đập cho mọi người xem này. Cái dây kia thì các bạn kéo ra hết ngoài này cho nó gọn, đừng để trong lều nhiều, nó bị dơ lúc tắm á. Đây là cái bơm. Thì cái đầu này á, mình sẽ nối vào đây. Cái thùng nước này á, là mình tự chế làm ở nhà. Nếu mà các bạn mà muốn mua cái thùng này thì có thể inbox mình qua cái fanpage ở Facebook, hoặc là comment ở dưới bình luận của YouTube á, rồi đặt làm thì mình sẽ làm cho các bạn để nó có thể xài được với cái bơm này nhá. Cái này á, là cái nguồn điện mà mình sẽ xài cho cái bơm nước nhá. Để xài được cái bơm nước này á, thì cái đầu của cái bơm á, là nó là cái cổng của Secret Light á, trên xe hơi, thì gắn vào đây. Xong rồi có cái đầu chuyển đổi sang 12V á, thì mình gắn vào cái cục này của mình. Cái này á, bây giờ mình sẽ móc lên cao cho nó khỏi bị ướt nhá. Tại cái này có điện á, cho nên là để an toàn thì móc lên cao. Thì mình dùng cái móc này này. Ok, okay. Móc lên đây được rồi. Còn cái bơm nước này á, thì mình sẽ hút vào cái dây này này, cũng lấy cái móc như lúc này luôn. Đó, móc vào cái dây này. Rồi xong, sạch sẽ gọn gàng. Bây giờ đầu cái nguồn điện vào là sai. Ok, rồi bây giờ đầu nguồn điện vào, xong cho cái dây điện thừa vào trong lại, lại trong cái túi. Cái này lúc này á, là nó không có cái chỗ để mà hút lên á. Thì bây giờ mình lấy cái dây cây một thai này, mình luôn qua hai cái lỗ, xong rồi bỏ cái móc lên đây là nó chắc chắn rồi, nó không bị tuột nữa. Chặn luôn vô. Rồi, nước hút rồi. Bây giờ mình qua mình xịt thử cho mọi người xem nhá. Đây giờ nước nó ra nơi cái vòi kìa đã. Khi mà nó nước đầy trong cái vòi rồi á, là bập ngay ra liền luôn. Đó, bây giờ mạnh lên này. Chà, nước này mà nấu nước nóng tắm là thôi, bao đỉnh luôn mọi người. Ta thấy chưa? Nó mạnh lắm, mà nó tốn nước, tại nó phun sương á. Các bạn có thể chỉnh nhiều loại, đó, xịt ra dòng này, xịt phun sương này. Thấy chưa? Rất là tiện luôn. Tại vì mình có coi nhiều loại rồi, thì mình thấy là cái loại này này nó rẻ nhưng mà nó phun ra sương nó mạnh. Chứ có mấy cái loại mà vòi hoa sen á, là nó tốn nước mà nó không được như thế này á. Bữa trước có một cái clip mình tắm á, là cả gối đầu cả tắm thoải mái luôn. Thì còn nửa thùng nước 10 lít cho cơ khoảng chưa được 5 lít đó. Nè, ấn cái lên liền, ấn cái lên liền. Thấy chưa? Mình sẽ móc lại lên trên này. Rồi mình sẽ để mấy cái đồ mà của nhà tắm á vào đây cho mọi người xem. Thường đi cắm trại á, thì mình với vợ mình có một cái túi này là dành cho hai người luôn. Thì mình sẽ mở ra cho mọi người xem trong này có gì. Và nếu mọi người hay đi á, thì nên chuẩn bị một cái túi nhỏ nhỏ như thế này, để những cái đồ mà đi cắm trại, những cái đồ vệ sinh cá nhân á, thì lúc đi đỡ pack này, đỡ quên. Thì trong này sẽ có dầu gội này. Đó, cho vào đây. Body wash, sữa tắm, nước súc miệng. Đấy, để những cái đồ này ở đây rất là tiện luôn. Cái này dầu gội, cái lúc này chắc dầu xả quá. Dạ đúng rồi, dầu xả, dầu gội, dầu xả, sữa tắm có rồi. Rồi, trong này thì có bọt đánh răng, vậy là cái ly để mà súc miệng. Rồi có kem đánh răng nữa. Đó, vậy là xong. Còn cái túi này á, thì bây giờ mình sẽ kiếm chỗ để mình... À đây này. Đó, để thế này, tại túi này chống nước mà. Đó, là mình để đó là ok rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển qua setup cái toilet cho mọi người xem nhá. Vì mình thường hay đi cắm trại hay mang đi, rất là quan trọng luôn, trong mỗi chuyển đi luôn á. Quên cái gì thì được, chứ quên cái này là thuốc. Là túi mình phải mua riêng nhá, chứ cái toilet này thì nó không đi kèm. Đó. Rồi, cái này nó có hai cái chỗ để bưng ở đây này, hai bên. Thì xách lấy. Vào đây. Cái này thì sạch sẽ đó, toilet đang sạch, cho nên là mình sẽ
quay cho mọi người xem luôn này. Toilet này á là như cái toilet ở nhà vậy, nhưng mà có một điều á là trước khi mà đi toilet á là có cái chai nó bán kem. Đây, loại này là các bạn xịt xung quanh này để cho nó đỡ dính. Đó, là nó sẽ sạch hơn. Rồi khi mà mình đi xong rồi á, đi nặng xong rồi á là có cái nút ở đây này. Loại này của mình là bằng điện. Đó, thì ấn đó là nó xả nước ra, chứ không cần phải làm gì cả. Rồi khi mà xả nước ra rồi á thì ở đây có cái cần gạt á, là chỉ cần gạt cái như thế này, đó là cái chất thải nó sẽ rớt xuống phía dưới, là thế này là sạch sẽ tiếp. Còn cái này á là cái chiều cao với đó là ngồi rất là thoải mái luôn, như ở nhà là sạch sẽ thôi. Đó, rồi lúc mà tắm bên kia thì muốn thì để áo quần ở đấy. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi xem toàn cảnh một lần nữa nha. Đây, đây là cái phòng toilet. Đó, thì qua bên này là cái nhà tắm, có đầy đủ dầu gội, vật dụng cá nhân ở bên này. Đó, rồi đi ra bên này. Bên này có cái chỗ để treo khăn, mấy cái đồ áo quần ướt phơi ở đây. Rồi đây là cái hệ thống điện bơm nước, và cái bình nước của mình đã được đổ để mà sử dụng với mấy cái này. Và nếu mà ai mà thích cái thùng nước này với cái cách mình đổ thì muốn mua, nhớ inbox cho mình để biết thêm về cái cách thức mua cái món đồ này để ủng hộ cho tụi mình. Thông tin của cái sản phẩm này mình sẽ để dưới cái phần thông tin của cái clip YouTube này để cho mọi người tham khảo thêm. Mình xin kết thúc cái phần unbox và review cả cái lều tắm và đi toilet này ở đây. Đó, thì cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ like, share, comment và ủng hộ cho cái channel của tụi mình nha. Tụi mình là YNK Adventure. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Nếu trong tương lai mà mọi người muốn mình review thêm những cái sản phẩm về camping thì nhớ để lại cái bình luận ở phía dưới cho tụi mình biết với nha.